Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Làm Mẹ. Đây là kênh sẽ cùng với các bạn đồng hành suốt trong quá trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Nhờ vào những chia sẻ của bà mẹ một con tràn đầy kinh nghiệm chính là mình đây. Ở trong quá trình mang thai thì việc bổ sung những chất dinh dưỡng là điều vô cùng cần thiết. Do vậy, mình biết rằng các mẹ bầu luôn cố gắng ăn những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng khác nhau để lạc những chất dinh dưỡng, chất vitamin cần thiết để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé. Mình thấy nhiều mẹ truyền tai nhau về công dụng của phô mai trong việc bổ sung dinh dưỡng canxi cho mẹ bầu. Tuy nhiên, các mẹ đã biết cách bổ sung phô mai đúng cách cho cơ thể để không gây hại cho thai nhi. Bằng kinh nghiệm của bản thân mình và cùng với những sự tìm hiểu thì mình sẽ giúp các mẹ giải đáp thắc mắc bà bầu có ăn được phô mai, con bồ cười hay không? Chúng ta biết rằng những chế phẩm từ sữa bò có thể kể đến đó chính là sữa chua, phô mai, váng sữa. Đây đều là những món ăn bổ dưỡng và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Phô mai, con bồ cười thì được nhiều người biết đến và được rất là nhiều ưa chuộng, không chỉ bởi những thành phần dinh dưỡng của nó mà còn bởi nhiều hương vị đặc trưng và có thể chế biến được với nhiều loại ăn khác nhau. Nhãn hiệu phô mai con bò cười thì xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào cuối những thế kỷ 19-20, và chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về thành phần dinh dưỡng phong phú trong phô mai nói chung nhé. Trong phô mai thì có một hàm lượng lớn các chất đạm, đường, muối khoáng, các chất béo, vitamin. Thông thường thì một miếng phô mai 30g thì sẽ chứa đến 7g đạm và 200mg canxi. Như vậy là vừa đủ dưỡng chất cho cơ thể hàng ngày của một người. Hàm lượng vitamin D ở trong phô mai rất là nhiều và rất tốt cho sự phát triển của hệ xương khớp. Và đây là thực phẩm vàng bổ sung canxi đối với bà bầu và đối với sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Nó giúp cho việc hình thành xương và tóc của thai nhi. Phô mai cũng giúp bà bầu tránh được những tình trạng về thiếu hụt canxi trong thai kỳ. Do vậy, nếu mẹ không uống được sữa bầu, thay vì các món ăn nhiều đạm, nhiều chất béo thì các mẹ có thể sử dụng phô mai để giúp tăng cường canxi và chống lại các vấn đề về hệ tiêu hóa, giảm thiểu nguy cơ thừa cân béo phì để kiểm soát cân nặng của mình được tốt nhất nhé. Trong phô mai thì có một số lợi khuẩn, các enzyme chứa trong phô mai cũng giúp hạn chế vấn đề táo bón ở mẹ bầu. Do vậy thì mẹ bầu nên bổ sung phô mai trong thực đơn hàng ngày của mình nhé. Phô mai con bò cười thì được xem là loại phô mai duy nhất có công thức kết hợp giữa canxi và các vitamin, là một trong những thực phẩm dinh dưỡng quan trọng. Ngoài ra thì thực phẩm này không có chứa đường lactose, do đó khá thân thiện với hệ tiêu hóa của mẹ bầu và đặc biệt tốt cho nguồn sữa mẹ sau sinh. Do đó, các mẹ bầu sau sinh thì chúng ta cũng có thể ăn phô mai nhé. Bên cạnh việc phô mai cung cấp một nguồn canxi dồi dào cho mẹ bầu thì lại có một số loại phô mai không hề an toàn bởi vì chúng chứa những vi khuẩn độc hại gây hại cho thai nhi, đó là vi khuẩn Listeria. Đây là một loại vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm rất là nguy hiểm, và đối với phụ nữ mang thai thì đặc biệt nghiêm trọng bởi vì nó có nguy cơ gây sảy thai, sinh non, rất là không tốt đối với sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Các loại phô mai mềm đó chính là nơi cư trú trú ngụ ưa thích của loại vi khuẩn này. Do đó các mẹ cần lựa chọn một loại phô mai phù hợp và an toàn. Các loại phô mai mẹ cần tránh đó chính là phô mai mềm có gân xanh làm từ sữa dê, bởi vì đây là chính là môi trường mà loại vi khuẩn này rất là thích. Phô mai đó chính là một sự du nhập từ phương Tây vào, do đó có rất nhiều hãng ngoại nhập và cả trong nước mình nữa. Do đó thì mẹ bầu cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn những loại phô mai phù hợp
Ngoài việc tránh ăn các loại phô mai xanh, phô mai mềm làm từ sữa dê thì chúng ta có thể yên tâm sử dụng các loại phô mai mềm đã qua chế biến và được làm từ sữa thanh trùng. Và các loại phô mai cứng và phô mai hun khói thì nó hoàn toàn an toàn đối với mẹ bầu. Về bản thân mình thì mình thấy rằng con mò cười là phô mai được nhiều mẹ Việt Nam tin dùng nhất. Mình cũng thường mua phô mai con mò cười. Viên hình tam giác cũng rất là thơm ngon. Và phô mai particule thì nó cũng gồm những cái hình vuông nhỏ nhỏ xinh xinh, do đó có một lượng vừa phải thì mẹ bầu dễ ăn hơn là viên hình tam giác nó nhiều hơn. Ngoài ra thì phô mai kiri thì cũng rất là ngon, mình cũng rất là ưa thích. Và nếu mẹ nào có điều kiện hay tùy sở thích thì các mẹ có thể tham khảo những phô mai của nước ngoài, như phô mai con sò Lois của Pháp, có vị ý hệ như phô mai que Kitty Bu và ăn cũng rất là ngon, được nhiều mẹ tin tưởng. Nhắc đến thì nếu mẹ nào mà thích ăn mì ý thì có những sợi phô mai sợi và phô mai bào rắc lên ở bên trên thì mẹ bầu không nên ăn nhé. Còn riêng với pizza thì phô mai trong pizza thì mẹ có thể ăn được bởi vì chúng đã được nướng chín. Quan trọng là mẹ bầu không ăn khi nó còn sống thôi. Nói chung lại thì khi mua và lựa chọn phô mai thì các mẹ nên chọn phô mai mềm được chế biến từ sữa thanh trùng. Và các mẹ cần xem những chỉ số trên bao bì về hàm lượng canxi, protein có trong đó để bổ sung sao cho phù hợp với thể trạng của bản thân mình. Bởi thông thường thì những tháng 3 tháng giữa và tháng cuối thì mẹ cần nhiều lượng canxi hơn, khoảng 1500mg trên một ngày. Một viên phô mai như vậy thì cung cấp 3 nó có 300 đến 350mg trên 100g. Như vậy thì một ngày mẹ có thể bổ sung tùy vào 1 đến 2 viên phô mai nhé. Phô mai ngoại nhập thì thường có giá tiền đắt hơn, nhưng mà mình đã xem xét rồi, hàm lượng canxi của nó thì cũng không nhiều và lại nhiều chất béo lên. Và mình đã xem xét về nhiều giá cả, chất lượng thì xét đi xét lại thì phô mai con mò cười vẫn là phù hợp với giá và ăn cũng rất là ngon và nhiều dinh dưỡng. Với phô mai con mò cười thì các mẹ có thể ăn riêng hoặc là ăn kèm với bánh mì, làm trộn với trái cây hay là có thể là nấu cháo và cho phô mai vào. Như vậy thì mẹ có thể tận dụng được nhiều nguồn dinh dưỡng dồi dào ở trong phô mai này nhé. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các mẹ về bà bầu có ăn được phô mai con mò cười hay không. Các mẹ nên lựa chọn những loại phô mai phù hợp với thể trạng và điều kiện kinh tế của mình nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn. Và đừng quên theo dõi kênh Làm Mẹ của mình để cập nhật những thông tin bổ ích nhất nhé. Và nếu các mẹ có bất cứ câu hỏi gì hay thắc mắc gì cần mình chia sẻ giải đáp thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Mình sẽ cùng các bạn thảo luận và chia sẻ. Và bây giờ video của mình sẽ kết thúc. Hẹn gặp các mẹ ở những video lần sau. Bye bye!